Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi rất vui được giới thiệu bài mới nhất của chúng tôi, Cuộc sống dịch bệnh. Bài này là một bản chế sôi động và đầy cảm hứng, phản ánh cuộc sống hàng ngày trong thời kỳ dịch bệnh. Với giai điệu bắt tai và lời ca phong cách, Cuộc sống dịch bệnh mang đến một cái nhìn tích cực và hy vọng về cuộc sống trong thời kỳ khó khăn. Bài khám phá những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, từ việc làm việc tại nhà đến việc giữ gìn sức khỏe và an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc sống dịch bệnh sẽ mang đến cho bạn niềm vui, sự thoải mái và cảm hứng trong thời gian này. Hãy cùng chúng tôi nghe và chia sẻ tinh thần này với mọi người xung quanh bạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Hãy nhấn like, share và subscribe nếu bạn thích bài này. Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cuộc sống dịch bệnh, cuộc sống dịch bệnh. Ô ô ô, mọi người ở nhà. Ô ô ô, rửa tay, đeo khẩu trang. Ô ô ô, chúng ta cùng nhau chiến thắng. Ngày xưa đi làm Nay ở nhà, zoom cô, team meeting, oh la la, cà phê sáng, bữa trưa, bữa tối, nấu ăn, rửa chén, không có lười. Nhớ bạn bè, nhớ người thân, online chat, FaceTime, không gian, Netflix, Youtube, Spotify, giải trí không giới hạn, oh mi mi. Chúng ta cùng nhau, tay trong tay, vượt qua khó khăn, không ngần ngại, cuộc sống dịch bệnh, chẳng là gì, khi tình yêu, niềm tin, luôn ở đây. Cuộc sống dịch bệnh, oh oh oh, mọi người ở nhà, oh oh oh, rửa tay, đeo khẩu trang, oh oh oh, chúng ta cùng nhau chiến thắng. Cuộc sống dịch bệnh. Ô ô ô mọi người ở nhà ô ô ô rửa tay đeo khẩu trang ô ô ô chúng ta cùng nhau chiến thắng